đồ chưa đến tay thì bọn cường đạo đã giành trực với nhau. Thật tức cười. Thứ hãy, ta nghĩ chúng ta hãy làm ngư ông đắc lợi. Còn Thanh Trúc Bang này thì sao? Thanh Trúc Bang là một bang phái rất đặc biệt ở tại Hồ Bắc. Lão nhân gia đó là bang chủ của Thanh Trúc Bang, Trình Thiên Trúc. Đừng có thấy ổng vừa mập vừa khờ, võ công rất cao siêu. Nè, chúng ta đây là người nhà, có gì từ từ thương lượng, không cần phải động tới đau thương. Không ngại các bằng hữu trên giang hồ cười chúng ta hay sao? Chữ bang chủ, thật kinh, thật kinh. Hắn là chữ Hồng Liễu. Chữ Hồng Liễu? Đúng. Ta nghe sư phụ nói qua, châu sa trưởng của chủ Hồng Liễu đã giang danh thiên hạ. Trình đại ca, nếu chuyện này nói ra thì đại ca không đúng. Năm xưa chúng ta đã khơi với nhau, nhất định không vượt quá biên giới để kiếm ăn. Chúng tôi không phải tới đây gây chuyện. Thanh Trúc Bang chỉ có tính chất bảo tiêu, nghĩa là làm một vụ bảo tiêu. Theo như luật định của Đại Minh, không có điều nào là cấm làm bảo tiêu. Lão Hồ Trình, coi như người nói thông được. Ta không cãi nổi người. Hôm nay chúng ta đối địch, người muốn chúng ta lên hết hay một đổi một phân cao thấp đây? Nè Thiên Quảng Quỳnh, nếu như chúng ta đánh với nhau, chúng ta thật ra không thù không oán, thì cần gì phải tổn thương hòa khí? Hay để cho huynh đệ ra một đề nghị được không? Được, chữ trang chủ cứ nói. Chỗ này tổng cộng có 10 sư, Sơn Đông, Công Hồ Bắc Đệ, mỗi bên ra 10 người, tổng cộng tỷ thí 10 trận. Điểm trúng thì thôi, đừng lấy mạng người. Thắng một trận thì được một sư, để thấy làm vậy là công bình nhất. Hai vị nghĩ thế nào? Được. Vậy Trình lão già, người phải ai ra đánh trận đầu đây? Đầu trọc, người trước. Hầu trại chủ, người đánh trận đầu. Quảng Quỳnh, trận kế tiếp cứ để ta. Được, nhờ chữ bàn chủ dành thể diện cho Sơn Đồng của chúng ta. Sư phụ, trận kế tiếp cứ để cho con. Được. Thiên Quảng Quỳnh, ta xưa này không đánh với đàn bà, để lát nữa ta mới ra. Có gì huynh đệ nào muốn so tài với tiểu cô nương này? Để ta. Trong đám huynh đệ chúng ta chỉ có người mới xứng với cổ thôi. Cảm ơn trại chủ. Để tới đâu sao không vậy?
Quá lợi hại. Hay quá. Sư phụ, trận này con đã thắng. Hay. Giỏi, giỏi thật. Đúng là dưới tay cường tướng không có nhược binh. Để ta thỉnh giáo với tiểu cô nương dạ chiều có được không? Đúng lúc cháu muốn tỉ thí thì tiền ba bá lại muốn chỉ giáo cho cháu, như vậy rất là tốt. Nhưng không biết là tiền ba bá sẽ dùng tới binh khí nào. Người lớn giỡn chơi với con nít dùng binh khí làm gì? Ta dùng tài để giỡn chơi với cô nương. A Chính, lần này để sư phụ con hãy nghỉ ngơi. Sư phụ, con này nhận lời của chữ ba bá. Châu sa trưởng của chữ ba bá gian danh giang hồ, con tuyệt đối không phải là đối thủ. Con giỡn chơi thì được, nhưng nhớ cẩn thận một chút, không phải là tầm thường đâu. Dạ biết sư phụ. Người này là cao thủ, khi bàn tay của hắn đổi màu thì cô nương sẽ gặp phiền phức. Hả? Đại ca, vậy mau cứu cổ. Đúng, cứu cổ. Cô cũng đến để cướp châu báu, còn kêu ta cứu cổ. Vị tiểu cô nương này rất đáng hâm mộ, cứu rồi nói. Đại ca, mau ra tay. Chị ba bá, mau tiếp chiêu. Coi sao đã. Ba bá, đa tạ đã nhường. A Chính, trở lại đây. Chữ ba bá đã thắng. Đánh tao bao nhiêu cái muốn bỏ chạy. Thế nào, muốn hai đánh một hả? Chữ trang trụ đã có nói qua, chỉ điểm trúng thôi, đi như là tổ. Nhưng ta vẫn chưa điểm trúng. A Chính, Tông tông lại, tông tông chi, hồi mộng. 是你，因为你还是你，葬我在心里。我剑长三尺，抵不过你情丝一缕。你柔情天地，红颜美。